Mua bán một lượng lớn ma túy, một đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Đồn Biên phòng Triềng Khương phát hiện bắt giữ. Vào hồi 19 giờ 25 phút ngày 20 tháng 7 trên quốc lộ 4G thuộc bản Tiên Sơn, xã Triềng Khương, huyện Sông Mã, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang Tòng Văn Hinh, chú xã Triềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 18.000 viên ma túy tổng hợp, một xe máy, một điện thoại di động. Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Liên quan đến vụ án Nguyễn Như Nhân, công chức địa chính xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 35 tỷ đồng. Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận khoảng 600 bị hại có liên quan. Trước đó vào tháng 12 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn Như Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Như Nhân đã lợi dụng vị trí công tác là cán bộ địa chính xã, đưa ra thông tin gian dối về khả năng làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, làm thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng đất để người dân tin tưởng giao tiền, giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và với thủ đoạn này, Nhân đã chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng của người dân. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành lấy lời khai từ bị hại để điều tra làm rõ về hành vi chiếm đoạt của đối tượng. Còn với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Mông Viết Thái hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Bằng đã bị Công an thành phố Cao Bằng khởi tố bắt tạm giam. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 11 năm 2020, trong thời gian kiêm nhiệm công việc tổ phó tổ quản lý điểm trung chuyển hàng hóa nông sản tự tiêu, chợ tạm Sông Bằng, Mông Viết Thái đã vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước, không thực hiện đúng theo các chủ trương mà chính quyền địa phương đã ban hành, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính gây thất thoát tài sản của nhà nước. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố cũng đã tiến hành khởi tố 3 đối tượng trong vụ án vi phạm tại chợ tạm Sông Bằng, trong đó bắt tạm giam một đối tượng là thành ủy viên, trưởng phòng quản lý đô thị, nguyên chủ tịch UBND phường Sông Bằng. Với hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đối tượng Nguyễn Thành Phát, chú xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành tạm giữ để điều tra làm rõ. Trước đó vào trưa ngày 21 tháng 7, tiến hành kiểm tra hành chính nhà Nguyễn Thành Phát tại ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa, lực lượng công an đã phát hiện thu giữ một khẩu súng ngắn, 22 viên đạn, 2 cây dao tự chế, 1 cây dao xếp và 1 gậy ba khúc. Tại cơ quan công an, Phát khai nhận khẩu súng và số đạn trên được Phát mua trên mạng xã hội với giá là 3 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa khởi tố bắt tạm giam đối với Đặng Văn Sơn, trú tại phường Trường An, thành phố Huế vì đã có hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, lực lượng công an kiểm tra hành chính đột xuất tại một số nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Huế thì tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Quá trình điều tra, Công an thành phố Huế làm rõ, lợi dụng hoạt động kinh doanh cà phê của mình, Đặng Văn Sơn đã đứng ra môi giới mua bán dâm để nhận tiền hoa hồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Đặng Văn Sơn về hành vi môi giới mại dâm và số đối tượng mua bán dâm theo đúng quy định của pháp luật. Xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự. Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Mông Viết Thái hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Bằng đã bị Công an thành phố Cao Bằng khởi tố bắt tạm giam. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 11 năm 2020, trong thời gian kiêm nhiệm công việc tổ phó, tổ quản lý điểm trung chuyển hàng hóa nông sản tự tiêu, chợ tạm Sông Bằng, Mông Viết Thái đã vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước, không thực hiện đúng theo các chủ trương mà chính quyền địa phương đã ban hành, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, gây thất thoát tài sản của nhà nước. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cũng đã tiến hành khởi tố 3 đối tượng trong vụ án vi phạm tại chợ tạm Sông Bằng, trong đó bắt tạm giam một đối tượng là thành ủy viên, trưởng phòng quản lý đô thị, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Bằng. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết liên quan tới vụ án Phan Công Khanh cùng với đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn của nhiều nạn nhân và tạm giữ 8 siêu xe. Thông qua báo chí, biết Phan Công Khanh và đồng bọn bị tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên nhiều người nghi ngờ xe của mình đi cầm hoặc bán cho người khác.
Quá trình tìm hiểu, chủ xe ô tô BMW biển số 72A60602 phát hiện đối tượng đem xe mình đi cầm lấy 1 tỷ đồng nên làm đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp nhận đơn của người tố cáo Phan Công Khanh cùng với đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe hiệu Betabus 800 biển kiểm soát 68A27350 thông qua việc Khanh mượn xe để trưng bày tại showroom của Khanh trong ngày khai trương ngày 8 tháng 6 năm 2023. Sau đó đến ngày 13 tháng 6 năm 2023, Khanh cùng với đồng bọn bán chiếc xe trên chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng tiếp nhận trình báo về việc Khanh còn nợ tiền mua hoa tặng cho khách hàng khi mua xe với số tiền hơn 100 triệu đồng, nợ tiền thuê xe cẩu xe 25 triệu đồng và nợ tiền nhôm kính sửa chữa, xây dựng showroom để khai trương. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan. Được biết đến nay, cơ quan điều tra đã tạm giữ 8 chiếc siêu xe liên quan đến vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo, ai là nạn nhân của Khanh và Pha hãy đến ngay Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để trình báo, cung cấp hồ sơ, chứng cứ hỗ trợ điều tra để được bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp. Đồng thời, cơ quan điều tra kêu gọi các đối tượng liên quan đến Khanh và Pha sớm ra trình diện để hưởng khoan hồng. Với hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản, 7 đối tượng từ 17 tuổi đến 36 tuổi trú tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Cà Mau đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ. Theo hồ sơ công an, Ngũ Ngọc Sinh, 29 tuổi, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, là đối tượng môi giới dẫn dắt nữ tiếp viên phục vụ quán karaoke hoạt động tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán. Đầu năm 2023, Sinh có thuê Nông Quốc Tài, 22 tuổi, để chở nữ tiếp viên đi tiếp khách tại các quán karaoke trên địa bàn. Cuối tháng 6 năm 2023, Tài bị Sinh đuổi việc vì có mâu thuẫn trong quá trình làm việc. Sau đó, nhiều lần Sinh gọi điện thoại yêu cầu Tài trả 60 triệu đồng đã nợ trước đó, nhưng Tài không nghe máy. Đêm ngày 23 tháng 6, Sinh thuê xe ô tô và rủ thêm 6 đối tượng mang theo 3 dao tự chế, rồi nhờ Kiều Phương, chưa rõ lai lịch, gọi điện dụ Tài đến. Khi Tài đến thì các đối tượng đã khống chế chiếm đoạt một xe máy, một điện thoại di động với tổng trị giá 51 triệu đồng của Tài, rồi đưa Tài lên xe ô tô về xã Phú Vinh, huyện Định Quán. Tại đây, các đối tượng đã chói tay, đánh đập, ép Tài phải viết giấy vay nợ rồi mới thả Tài về huyện Xuân Lộc. Rồi lúc 3 giờ sáng thì Bi có hẹn Kiều Phương ra và chúng tôi xuống ngay địa điểm hẹn và bắt giữ Tài Bi, dùng tay chân đánh Tài Bi và kêu Tài Bi viết giấy nợ. Nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Xuân Lộc đã phối hợp với Công an huyện Định Quán tiến hành bắt giữ 4 đối tượng gồm Trần Sung, Lê Thanh Hiếu, Trần Văn Hiếu và Võ Hoàng Lâm Minh. Biết không thể thoát tội, các đối tượng Ngũ Ngọc Sinh, Nguyễn Phương Thanh, Nguyễn Bảo Kha đã đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua vụ việc trên, thì cơ quan công an khuyến cáo người dân phải thực hiện đúng theo hợp đồng thỏa thuận dân sự. Khi xảy ra tranh chấp hợp đồng thỏa thuận vay tài sản thì đề nghị người dân liên hệ đến các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành khởi kiện và được xử lý theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng vũ lực, đe dọa, bắt giữ người trái pháp luật và các hành vi vi phạm khác thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.